Dạo này tình hình là có khá nhiều anh em bạn bè người thân có hỏi mình về bộ môn thiền, cái bộ môn mà mình đang trải nghiệm và đã trải nghiệm hơn một năm nay. Thì để cho anh em có một cái nhìn tham khảo thêm về bộ môn này, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một vài cái điểm chính từ kinh nghiệm của mình, từ những cái mà mình thấy lợi ích ở bộ môn thiền trong suốt quá trình mình trải nghiệm một năm qua. Đây hoàn toàn là những chia sẻ cá nhân của mình, những gì mình cảm nhận được, mình trải nghiệm được. Có thể với bộ môn thiền này thì mỗi người nó sẽ có một cái trải nghiệm khác nhau cũng như là một cái lợi ích mang lại khác nhau. Tuy nhiên thì đây là những cái trải nghiệm của riêng cá nhân mình. Nhiều anh em có chia sẻ với mình rằng là cũng đã có thời gian tập thiền nhưng mà ngồi vào thiền thì nó không được yên tĩnh, không được tĩnh lặng, không được tĩnh tâm. Với những anh em nào mà chuẩn bị bắt đầu tham gia và tìm hiểu bộ môn thiền thì anh em cứ xác định ngay từ ban đầu là ở bộ môn thiền không thể nhanh được. Nó không phải là một cái bộ môn làm và nó có kết quả ngay, mà các bạn phải xác định luôn cho mình ngay từ đầu. Nó là cái bộ môn đòi hỏi tính kiên trì, đòi hỏi thời gian, đòi hỏi sự cố gắng. Bởi vì đây là cái bộ môn không nhanh được. Vậy nên nếu mà các bạn chỉ muốn ngồi thử một lần, hai lần hay là một tuần, hai tuần thì có thể nó chưa mang lại một cái kết quả gì rõ rệt để mình có thể có cái cảm nhận rõ ràng và thực tế được. Ok, mình đi vào những cái đặc điểm chính, lợi ích chính mà bộ môn thiền mang lại cho mình. Bình thường trong một ngày, hình như mình nhớ không nhầm là khoa học có thống kê là mình nghĩ đâu đó khoảng 60.000 lần. Con số chính xác thì mình không nhớ rõ, nhưng những cái suy nghĩ trong cuộc sống hàng ngày nó đến với mình, nó tự nhiên nó đến. Những cái suy nghĩ về tương lai, quá khứ, hiện tại, tất cả những cái gì mình đã trải nghiệm qua trong cuộc sống này, những mối lo lắng, những cái mong muốn, ước mơ hay là những vấn đề trong cuộc sống cũng như là những niềm vui, nỗi buồn, tất cả những cái suy nghĩ đấy nó đến với mình trong cuộc sống này hàng ngày. Mình không thể bảo ok, dừng, không nghĩ nữa. Thì khi mình tập thiền, tức là mình bắt đầu học cách kiểm soát những cái dòng suy nghĩ đó. Mình học cách để những dòng suy nghĩ đó nó đến, nhưng mình học cách không nghĩ vào những cái suy nghĩ đó, để những cái dòng suy nghĩ đó đến và đi một cách nhẹ nhàng. Thì thông qua thiền mình sẽ học và luyện tập kiểm soát cái dòng suy nghĩ của mình. Đấy là cái lợi ích thứ nhất mà mình nhận được thông qua bộ môn thiền. Kiểm soát những cái suy nghĩ mà đáng lẽ ra mình không muốn suy nghĩ tới hay là không muốn nghĩ tới, thì mình có thể thông qua thiền mình kiểm soát được những cái suy nghĩ đó. Điểm tiếp theo, những cái suy nghĩ nó đến với mình trong cuộc sống này. Những cái suy nghĩ nó đến với mình trong ngày. Suy nghĩ thì như mình vừa chia sẻ, nó là suy nghĩ về tất cả mọi thứ trong cuộc sống này. Từ gia đình, bạn bè, công việc, đến giấc mơ, hoài bão, đến quá khứ, tương lai, hiện tại, tất cả mọi thứ. Mỗi một dòng suy nghĩ và mỗi hoàn cảnh mà mình nghĩ đến, nó đều có mang theo cảm xúc nhất định. Ví dụ như mình nghĩ về tương lai, mình mong muốn một cái gì đó thì là cảm xúc mong muốn, lớn hơn nữa thì nó là ham muốn. Hay là những dòng suy nghĩ nghĩ về những cái vấn đề hiện tại mình đang có thì nó sẽ mang theo những cảm xúc lo lắng, bồn chồn, khó chịu, bứt rứt. Ngoài ra có muôn vàn những cái dòng suy nghĩ khác, nó mang theo những cái cảm xúc buồn vui, nóng giận, tham giận sân si. Tất cả những cái suy nghĩ nó mang theo cảm xúc đó, nó tự nhiên nó cứ đến với mình trong ngày. Thông qua thiền mình có thể chuyển hướng cái dòng suy nghĩ đó đi nơi khác. Và khi mình không suy nghĩ về những vấn đề đó, tức là mình không có cảm xúc về những cái vấn đề đó, thì có nghĩa là mình có thể tĩnh tâm, mình có thể tĩnh lặng, mình có thể bình an, tĩnh lặng nhìn cuộc đời này. Mặc kệ các suy nghĩ đấy nó đến, nhưng mình đã luyện tập thông qua thiền. Mình để các suy nghĩ đấy nó đến, nhưng mình không nghĩ về nó, mà mình để các suy nghĩ đấy nó đi. Khi mình không suy nghĩ và không cảm xúc, thì mình sẽ có một cái đầu nhẹ nhõm, một cái đầu trong và một cái cảm xúc tĩnh lặng, tĩnh tâm, bình an, bình yên và hạnh phúc. Hai lợi ích đầu tiên của việc thiền mang lại cho mình. Lợi ích thứ ba, trong cuộc sống này thì tất nhiên là phải có áp lực, phải có stress. Nó đến từ muôn vàn các cái hoàn cảnh nó ập đến với mình trong cuộc sống này. Nó cũng là những cái vấn đề, những cái suy nghĩ mà mình phải động não, phải vắt óc ra để tìm hướng giải quyết. Thông qua thiền thì mình cũng học cách kiểm soát nó. Có một cái câu châm ngôn mà mình áp dụng khá là chắc vào trong cuộc sống của mình. Nếu mình gặp một vấn đề nào đó mà nó có cách giải quyết thì chẳng gì phải lo cả, bởi vì kiểu gì mình cũng sẽ giải quyết được nó. Còn nếu mình gặp một vấn đề mà nó không có cách giải quyết,
nó nằm ngoài khả năng giải quyết của mình thì đằng nào mình cũng không giải quyết được, thì cũng chả phải lo lắng làm gì. Nhưng mà khó một cái ở đây là cái vấn đề đó mình cứ bị suy nghĩ tới nó làm cho mình dằn vặt, nó làm cho mình lo lắng, lo âu, buồn phiền. Thì thông qua thiền mình lại có thể học cách không suy nghĩ tới nó. Đồng nghĩa với việc thiền nó sẽ mang lại cho mình sự bình yên và sự hạnh phúc. Lợi ích thứ tư, ở cá nhân mình thì mình thấy thông qua thiền mình có thể kết nối với tâm linh. Thông qua cái sự tĩnh lặng, thông qua cái sự không nghĩ gì, không lo lắng, không suy nghĩ bất cứ cái gì trong lúc ngồi thiền, thì đầu óc mình có cảm giác nó được thanh tịnh hơn, nó được tĩnh lặng hơn, nó được trong hơn. Có nhiều thứ tự nhiên trong cái sự tĩnh lặng đấy mình hiểu ra được rõ hơn. Thiền giúp cho mình kết nối với tâm linh và giúp cho mình mở mang được trí tuệ. Bình thường các vị bề trên, các vị Phật, thường thì các vị sẽ tìm cách nào đó khi các vị muốn chỉ đường cho mình, hướng dẫn cho mình, thì các vị sẽ chỉ cho mình thông qua trực giác. Trực giác tức là cái cảm nhận của mình. Ví dụ như tự nhiên mình chuẩn bị làm một cái gì đó mà cái cảm giác của mình nó không bình yên, cái cảm giác của mình nó bị bồn chồn khi mình chuẩn bị làm cái việc đó, tức là có một vị nào đó hoặc là có một cái gì đó nó đang mách bảo mình là không nên làm cái đó. Hay là ví dụ như là mình đang lựa chọn giữa nhiều đồ vật khác nhau mà cái cảm giác của mình cứ thích tới cái đồ vật này, thì tức là cái trực giác của mình nó đang mách bảo mình nên chọn cái đồ vật này nó sẽ hợp với mình hoặc là có trường năng lượng hợp với mình. Thì để phát triển cái trực giác đó cũng như là kết nối với tâm linh, lắng nghe được cái sự hướng dẫn của các vị, mình phải có một cái trực giác mạnh nhất định. Và cái trực giác thì theo mình hiểu đây nó như là cái giác quan thứ sáu. Giác quan thứ sáu thì nó khác với những cái giác quan khác. Bình thường mình có là mắt nhìn, tai nghe, mũi thở, ngửi, nếm và sờ. Thì đó là những cái giác quan mình cảm nhận được thông qua những cái bộ phận trên cơ thể của mình. Nhưng mà cái trực giác là cái bên trong con người của mình. Vậy thì muốn lắng nghe được cái trực giác bên trong con người của mình, cái giác quan thứ sáu, thì mình phải có một cái sự tĩnh lặng nhất định, phải có một cái sự tĩnh tâm nhất định thì mình mới lắng nghe được cái trực giác đó. Ở mục thứ tư và mục thứ năm, kết nối với tâm linh và phát triển trực giác, thông qua thiền thì mình có thể mở mang được trí tuệ và lắng nghe được sự hướng dẫn của các vị bề trên, giúp cho mình đi đúng hướng mà mình nên đi, đưa ra quyết định đúng mà mình nên làm. Điểm cộng tiếp theo của thiền mà ở cá nhân mình thấy khá là rõ rệt, đó là thông qua thiền thì mình có thể thu hút năng lượng của vũ trụ. Theo mình có tìm hiểu thì mình nạp năng lượng vào trong cơ thể của mình thông qua đường ăn uống. Tuy nhiên nó chỉ là một phần. Ngoài ra mình cũng nạp năng lượng vào cơ thể mình thông qua trong lúc mình ngủ. Trong lúc mình ngủ mình sẽ rơi vào một cái trạng thái. Và ở cái trạng thái này thì cái linh hồn của mình, cơ thể của mình nó không chịu sự chỉ đạo của bộ não mà nó hoạt động theo một cái cách khác. Thì trong cái trạng thái này cơ thể của mình hấp thụ năng lượng của vũ trụ. Mình lấy ví dụ như các vị thiền sư, các vị ăn rất ít, các vị ở những cái nơi mà tách riêng biệt với thế giới loài người, trên vùng núi cao, lạnh giá cũng như là thiếu thốn mọi thứ, nhưng các vị vẫn khỏe. Nhiều vị thiền sư ngồi thiền hàng chục năm, hàng trăm năm, đến lúc các vị viên tịch cơ thể vẫn còn. Tức là các vị chỉ hấp thụ năng lượng của vũ trụ, năng lượng của thiên nhiên, thông qua thiền, thông qua hơi thở. Thì cơ thể sẽ thu hút được một cái lượng năng lượng cực kỳ lớn. Trước khi mình tập thiền thì ngày nào mình cũng phải ngủ ít nhất là 8 tiếng đồng hồ mình mới cảm thấy khỏe mạnh được. Nhưng mà từ lúc mình bắt đầu thiền, mình chỉ ngủ có 6 tiếng, nhiều hôm chỉ có 5 tiếng. Nhưng mà sau mỗi lần thiền là mình đều có cảm giác một cái nguồn năng lượng nó tràn vào trong cơ thể của mình. Mình đổ mồ hôi, kể cả mình ngồi thiền trong phòng có bật điều hòa, lưng mỗi lần thiền xong là toát mồ hôi. Và mình cảm nhận được cái hơi nóng nó chạy dọc theo cái xương sống của mình. Cái mục thu hút năng lượng này thông qua thiền nó sẽ giúp cho mình nạp năng lượng của vũ trụ và khỏe hơn. Ở cá nhân mình thì mình thấy là mình có khỏe hơn, mình cần ít giờ ngủ hơn và đầu óc của mình nó cũng trong hơn. Điểm lợi ích cuối cùng nữa là điểm lợi ích mà mình khá là thấy thú vị và thích thú. Ở thời gian đầu mình tập thiền thì mình có nhiều cái dòng suy nghĩ khá là lung tung. Nó đến mình chưa kiểm soát được nó. Những cái dòng suy nghĩ đó nó đến, mình vẫn bị cuốn theo những cái dòng suy nghĩ đó, mình chưa tĩnh tâm được. Nhưng mà càng dần dần về sau mình mỗi ngày mình luyện tập và mình kiểm soát càng tốt hơn, thì có nhiều lúc mình rơi vào những cái trạng thái nó tĩnh lặng hoàn toàn.
cơ thể mình không có cảm nhận một cái gì cả, mà mình chỉ có một cảm giác khó tả. Mình rơi vào một cái cảm giác, một cái trạng thái hoàn toàn khác, hoàn toàn khác biệt với cái trạng thái hiện tại bây giờ mà mình đang có. Tuy nhiên, để mình vào được những cái trạng thái này thì mình phải có thời gian luyện tập đủ lâu, đủ dài, cũng như là đủ tĩnh lặng. Đến một cái mức độ nào đó thì mình sẽ vào được cái trạng thái này. Và những cái trạng thái này thì thực sự là nhiều lúc mình cảm thấy nó cực kỳ là hạnh phúc. Trạng thái này là những cái trạng thái nó hoàn toàn mới, lạ và cực kỳ sung sướng. Tuy nhiên, mình không nên thiền để mong cầu vào được trạng thái này, bởi vì mục đích chính của thiền là không mong cầu một cái gì cả, không suy nghĩ một cái gì cả, chỉ tập trung vào duy nhất một thứ, đó chính là hơi thở. Và khi mình làm được cái điều này thì mình có thể tĩnh lặng, tĩnh tâm, nhẹ nhàng, thoải mái. Và nhiều lúc mình vào được những cái trạng thái này thì mình cực kỳ cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì không có một lo âu, lo toan, suy nghĩ, tính toán nào cả. Mình chỉ ngồi đấy, chơi với cuộc sống này, mặc kệ mọi thứ, thả lỏng và tận hưởng cái giây phút này. Thì vừa rồi là những cái lợi ích mà mình cảm thấy mình nhận được, mình trải nghiệm được thông qua hơn 1 năm nay thiền. Đối với mình thì bộ môn thiền bây giờ nó là một cái hoạt động hàng ngày mà nó không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Có thể gọi là đã thử và đã nghiện. Bộ môn thiền nó sẽ gắn kết với mình trong suốt quãng đời còn lại. Ngoài những cái lợi ích này, nếu mà mình càng tập luyện thì nó sẽ còn phát huy mạnh hơn nữa. Mình nghĩ là như vậy. Và tiếp sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mình đã bắt đầu thiền như thế nào. Cực kỳ dễ. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn setup 10 phút thiền cho người mới bắt đầu.